Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu các chương trình đại học tại Úc. Thì hôm nay công ty tư vấn làm hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương sẽ giới thiệu với tất cả các bạn về ngôi trường Griffith University. Thì kể từ khi được thành lập vào năm 1975 tới nay, thì trường Griffith đã được coi là một trong những trường đại học sáng tạo nhất của Úc và có ảnh hưởng nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trường là một trong những trường đại học đầu tiên của Úc cung cấp các bằng cấp trong nghiên cứu châu Á về nghiên cứu môi trường cho các sinh viên. Và tới nay trường vẫn là một trường tiên phong trong các lĩnh vực này. Griffith đã phát triển nhiều cơ sở rộng lớn với các thế mạnh trong việc giảng dạy, nghiên cứu được tổ chức quốc tế công nhận. Hàng năm trường cung cấp hơn 300 bằng cấp tại 5 cơ sở học tập và có hơn 40.000 sinh viên đến từ 124 quốc gia. Không chỉ vậy, Griffith là trường cung cấp giáo dục đại học lớn thứ 9 của Úc. Trường có nhiều giảng đường lớn, trang thiết bị hiện đại đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cho việc học tập của sinh viên. Griffith là trường Úc đầu tiên ký với Liên Hiệp Quốc các nguyên tắc về trách nhiệm quản lý giáo dục, cũng là trường đại học của Úc đầu tiên cung cấp các bằng cấp về khoa học môi trường. Hiện tại thì trường cung cấp nhiều lựa chọn về các khóa học liên quan đến môi trường và các nhóm chuyên gia. Môi trường lớn nhất của Úc cũng là một trong những nơi có quy mô lớn nhất trên thế giới. Thì hiện nay đại học Griffith nằm tại bang Queensland, bờ biển phía đông của Úc, với 5 cơ sở là Nathan Gold Coast, Ravas, Logan và Starbank. Về chương trình học và các khóa học thì gồm có nghệ thuật, ngôn ngữ và tội phạm học, doanh nghiệp và thương mại, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính, ngân hàng, giáo dục đại cương, công trình và công nghệ thông tin, môi trường và công nghệ sinh học, y khoa, luật, âm nhạc, khoa học đại cương, nghệ thuật sáng tạo và thị giác. Về yêu cầu đầu vào thì cần có tiếng Anh tối thiểu cho các chương trình đại học là IELTS 6.0, không có kỹ năng nào dưới 5.5 hoặc tương đương. Sau khi hoàn thành các khóa học cấp 3 tại Úc hoặc hoàn thành chương trình dự bị đại học hoặc là hoàn thành một năm học tập tại một trường cao đẳng hoặc một trường đại học ở Việt Nam, tốt nghiệp lớp 12 ở Việt Nam cần phải có điểm trung bình là 8/10, trong đó 4 môn chính không môn nào dưới 8. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học cũng như mức học phí ra sao, kỳ khai giảng như thế nào, các bạn hãy liên lạc tới chúng tôi theo địa chỉ là 148 xe 1, Trần Quang Khải, phường Tân Định quận nhất, hoặc gọi ngay tới số điện thoại 3848 4819 để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vậy thì đối với những trường hợp mà các bạn đã hoàn tất chương trình cao đẳng tại Việt Nam và đang có dự định du học chương trình cử nhân tại Úc thì các bạn phải chuẩn bị các chi phí nào khi mà quyết định đi du học, và không biết là các bạn có phải đóng toàn bộ học phí trước khi sang Úc hay không ạ? Thì đối với trường hợp này á, du học Úc thì bắt buộc là các bạn phải đóng tiền học phí trước cho trường, nhưng mà không phải là đóng toàn bộ. Tôi cũng xin được chia sẻ về các khoản chi phí cụ thể đóng trước như sau. Ngay sau khi mà các bạn nhận được thư chấp nhận học của trường thì trường có yêu cầu rõ ràng trên cái thư mời đó là các bạn cần phải đóng tiền học phí trước. Thường á, là trường sẽ yêu cầu các bạn phải đặt cọc trước cho trường là 20 tuần Anh văn và một học kỳ của khóa học chính. Ngoài ra thì các bạn cũng phải đóng luôn cả cái phí bảo hiểm cho sinh viên quốc tế, thường là toàn khóa học. Ngoài ra thì các bạn cũng phải thanh toán phí ghi danh, phí làm thẻ sinh viên, phí tài liệu học tập tùy theo quy định của từng trường. Còn đối với chi phí ăn ở thì các bạn có thể tự túc, và chi phí ăn ở sinh hoạt tại Úc thì nằm ở mức trung bình là khoảng 10.000 đô la Úc trên một năm. Ngoài ra khi mà nộp hồ sơ xin visa thì các bạn bắt buộc phải đóng phí xét duyệt visa cho lãnh sự quán, và mức phí hiện tại là 12.511.000. Trong thời gian đợi lãnh sự xét duyệt hồ sơ, khi có kết quả thì lãnh sự sẽ yêu cầu các bạn đi khám sức khỏe, thì phí khám sức khỏe là khoảng 75 đô Mỹ. Học phí thì các bạn không cần phải đóng hết mà được đóng theo từng học kỳ. Thì tại Úc mỗi học kỳ là 6 tháng. Đối với những chi phí mà các bạn đã thanh toán trước cho trường thì khi mà các bạn đến Úc, các bạn học hết số tiền mà các bạn đã đóng, rồi sau đó các bạn mới đóng tiếp theo, thì cứ 6 tháng đóng một lần, 6 tháng đóng một lần. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ.
khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.